Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ký ức tươi đẹp rồi. Và hy vọng là những câu chuyện mà chương trình mang đến sẽ khiến cho quý vị cảm thấy cuộc đời này thật sự là tươi đẹp. Ngày hôm nay có một cô ca sĩ trẻ trung xinh xắn. Cái tên này có thể là sẽ vừa quen vừa lạ đối với quý vị. Chúng ta cùng chào đón ca sĩ Hà Nhi đến với Ký ức tươi đẹp. Xin chào Hà Nhi. Dạ, em xin chào anh cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ký ức tươi đẹp. Em là Hà Nhi và hôm nay thì em rất là vui khi được tham gia chương trình. Với một cô ca sĩ trẻ còn mới như Hà Nhi thì Ký ức tươi đẹp sẽ là gì? Có thể là chắc mọi người còn nhớ là cuộc thi Việt Nam Idol cách đây mấy năm thì lúc đấy Hà Nhi mới xuất hiện và lúc đấy cô giống như là một hiện tượng của cuộc thi vậy. Mọi người đổ dồn sự chú ý về cô. Và thì những cái ngày đó Hà Nhi sống trong cái sự quan tâm của mọi người, Hà Nhi có nhớ cái cảm giác đó như thế nào? Chương trình Việt Nam Idol đến với em nghĩ là một cơ duyên. Ngày xưa em học đại học ngoại thương. Em học đến năm thứ hai thì bạn bè của em mới bảo là Nhi, nếu mà ta có giọng hát như mày thì ta sẽ đi thi một chương trình nào đấy. Sao mày uổng quá vậy? Thật sự là em là một người rất là lười đi thi những cái chương trình thực tế. Và em nghĩ là tất cả những cái gì mà xuất hiện trên màn ảnh á, nó là những cái thứ rất là xa xôi đối với em. Bởi vì là em chưa bao giờ nghĩ rằng là một ngày em sẽ bước lên đó và em sẽ tỏa sáng trên sân khấu. Đến năm 2015 thì em bảo thôi đi thi cho vui. Trời, tuổi trẻ mà, đã còn phải thử sức nhiều. Em đi thi em giấu mẹ, giấu cả nhà, cũng nghĩ là chắc không vô sâu đâu. Nên là em thi đến cái lúc mà em vừa lọt vào top 10 một cái thì lên TV rồi anh, lên TV. Bố mẹ mình biết rồi. Xong cái mẹ vào điện. Ủa, thằng con đi thi mà nó nói cho mẹ biết. Con vô top 10 rồi con. Con thi phải nắm hay đâu à? Để với mẹ coi. Từ cái lúc đấy em cảm nhận thế là uầy, chắc là có cái gì đấy vui đây, chắc là đây sẽ là một hành trình vui. Và khi mà em thi mà em đạt danh hiệu top 4 Vietnam Idol thì thật sự là em cũng bất ngờ về khả năng của mình. Và nhiều người còn hỏi em là ủa thế có mua giải gì không, bởi vì là mọi người gia đình ai cũng đến ủng hộ. Anh có biết là cái quãng đường mà đi từ nhà em thôi, nhà em là ở quận Bình Thạnh, mà đi đến tận nơi mà để em tham gia cuộc thi Việt Nam đều là tận quận 9 lận, là rất là xa. Làm như xa lắm ấy, cái từ Bình Thạnh đến quận 9 có tầm chưa đến 9 cây số à? Từ anh tưởng là đi từ miền Trung vào. nhưng đối với em là rất là xa rồi. Mà anh có biết không là mẹ em hồi đấy là công tác ở Cần Thơ. Mà tuần nào em thi mẹ cũng lên. Mà mẹ lên là mẹ kéo nguyên một đại đội lên. Đấy, và mẹ sao em sao như thế? Thật sự là chính mẹ em là cái người mà vận động được nhiều fan hâm mộ nhất cho em vào thời điểm đấy. Trong cái thời gian thi thì thật sự mỗi một vòng thi là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ đối với em. Cái vòng mà em nhớ nhất là cái vòng Mercy. Là khán giả nhớ đến Hà Nhi qua bài hát Mercy. Khán giả lại nhớ đến Hà Nhi qua bài hát rất là tình cảm, là bài hát Dòng Thời Gian. Rồi khán giả lại nhớ đến Hà Nhi qua All of Me, là một bài hát tiếng Anh. Em nghĩ là em đã có những cái chặng rất là thành công trong Việt Nam Idol. Và sau khi bước ra khỏi chương trình thì đến tận bây giờ, đôi khi em nhìn trước gương và em hay nói chuyện trước gương với em nghĩ mày là ca sĩ rồi à? Là ca sĩ rồi, tỏa sáng rồi. Và là một người mà của công chúng rồi. Đôi khi em cũng tự hào bản thân mình. Và em nghĩ là đó cũng là một cái thành tích. Và cũng là một cái bước đệm á, để em bước vào nghề ca sĩ và trở thành một người ca sĩ. Trong cái chữ ước mơ của mình trước đấy, có bao giờ em nghĩ là mình sẽ làm nghệ sĩ không? Rõ ràng em là người hát hay mà, mọi người đều biết điều đấy mà. Dạ, thì thực ra bây giờ nói người hát hay ấy, thì có rất nhiều người hát hay. Bởi vì là những cái ngày em bước vào Sài Gòn thì em được biết tới rất nhiều các bạn trẻ underground hát hay. Nhưng không phải ai cũng may mắn được làm ca sĩ và được nổi tiếng. Bởi vì có những người bạn trong đúng cái thời điểm đấy với em đi thi nhưng lại không được vào. Cái thời điểm đấy là em phải học họ đó, em phải học cái cách hát. Đến tận sau này em mới nhận ra một điều là trên cái con đường em đi á, nó có rải rất nhiều sự may mắn ở trên đấy. Nhưng mà thật sự mà chia sẻ với anh nhá, em chưa bao giờ nghĩ em sẽ là ca sĩ. Bởi vì là em rất là máu kinh doanh, em thích kinh doanh lắm. Và em là một người gọi là rất là mạnh mẽ và nam tính. Tính cách của em rất là bộc trực và rất thẳng thắn. Em chưa bao giờ nghĩ là với cái tính cách của em nó sẽ hợp với một người trở thành một người nghệ sĩ. Hồi bé thì thật sự là em cũng rất đam mê ca hát. Em thích lắm, em thích hát, em thích múa, em thích đọc thơ. Hồi nhỏ là bố em là rất là thích chỉ cho em, dạy cho em những cái đấy. Mẹ cũng thích chỉ. Ngày xưa mẹ chỉ múa các thứ này nọ. Ngày xưa thì làm sao mà mình có thể nhận ra được cái manh nha, những cái điều dấu hiệu như vậy. Khi mà lớn lên rồi em vẫn tiếp tục tham gia vào đại học ngoại thương thì em tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ. Mà cái trường em này cũng là trường có phong trào văn nghệ mạnh mà. Dạ, em lại cũng khá là sáng giá trong đấy mà em lại không nhận ra chuyện đấy. Em nghĩ là đã có từng có thời điểm em rất là hời hợt với bản thân mình và những gì mình thích. Sau khi em thi xong Việt Nam Idol thì em bắt đầu đứng vào những sự lựa chọn. Cái thời mà khó khăn nhất là đúng cái khoảng thời gian đó, là cái khi mà em còn đang học, em lại phải quay ngược trở lại, em lại hoàn thành nốt việc học của em. Cái ý định mà em sẽ trở thành một doanh nhân lại bỗng dưng lại bị xẹt ngang với cái nhân duyên là đến với nghề ca sĩ. Em đã suy nghĩ rất nhiều và đã có những cái trăn trở, có những cái sự đắn đo. Nhưng mà đến tận thời điểm bây giờ nhá, thì em nghĩ rằng là có lẽ là em đã trưởng thành hơn một chút xíu. Để em nhận ra được rằng là cái con đường em đang đi là con đường em sẽ đi
trong tương lai và sẽ là sự nghiệp của mình trong tương lai. Để nhận được ra cái con đường đấy thì cũng có thể là người ta mất một thời gian nhất định. Khi mà các bạn tham gia những cuộc thi truyền hình thực tế, mỗi một đêm thi mình giống như một ngôi sao rồi đấy, tức là tất cả mọi người sẽ chú ý đều dồn vào mình, cảm tưởng mình là cái tâm điểm của dư luận, cho đến khi cuộc thi chấm dứt thì đến sáng ngày hôm sau thôi là đôi khi mình đã cảm thấy mọi thứ nó đã thay đổi rồi. Mình đôi đó. Khi mình thấy lạc lõng hay mình đấy. Thấy kiểu tự dưng cái truyền thông lại tập trung vào một cuộc thi khác và những bạn trẻ khác, nhưng mà rồi em lại nghĩ rồi những bạn trẻ đấy nó sẽ lại giống mình. Có nghĩa là cái chặng đường đấy nó chỉ là một cái cú hích cho mình thôi. Khi mà mình ra khỏi cuộc thi mà mình không có làm gì nữa thì mình sẽ rất là lạc lõng trong cái gọi là gì nhỉ, một thị trường ca nhạc rất là rộng lớn. Và thật ra tính ra là cái năm idol của em á, là vẫn là cái năm mà vẫn còn hơi ít chương trình đấy. Nhi còn nhớ là cái cảm giác của mình ngay cái ngày đầu tiên sau khi mình rời khỏi cuộc thi, mình đã nghĩ gì mình sẽ làm, mình nghĩ là mình sẽ làm gì ngay lúc đấy không? Em nói thật nhá, đây là em nói thật đây, chương trình ký tệ em sẽ nói hết. Cái lúc mà em vừa thi xong, anh có biết là em bước ra khỏi chương trình, cái hồi mà em thi á, thì mọi người vẫn luôn nói với em là ủa Nhi sao em không ăn vào, em gầy quá à? em là gầy nhất trong cái top 5 nữ rồi đấy nha, là tụi chị là nhiều khi là nhiều tụi chị kinh tị đấy, nên là em ăn nhiều vô. Và chị Ngọc là cái người mà cũng tham gia với em, và chị Ngọc là top 2, thì chị nói với em có một câu mà giống như là chị của xong một cái là em ăn rất là nhiều. Bảo Nhi là ốm nhất trong này rồi còn gì nữa, ăn thì ít, em ăn thì là sau chương trình, em kết thúc chương trình xong là em vác 4kg đi về. Đó là cái thời điểm mà đến tính đến bây giờ trong 20 mấy năm cuộc đời của em, đó là lúc mà em mập nhất. Khi mà em kết thúc chương trình xong, sau khi ánh hào quang tất cả mọi người, chị Thu Minh lên ôm em, chị Thu Minh khóc vì cái sự ra đi của em, mọi người biết rất là nhiều. Khi mà mình rời khỏi chương trình, nhiều người nuối tiếc mình và khán giả vẫn luôn luôn ủng hộ mình, inbox cho em. Và cái đêm mà em vừa ra khỏi chương trình, anh biết cái điều đầu tiên em làm gì không? Cầm điện thoại lên anh, check tin nhắn. Tụi dưng khi follow lên quá trời anh, follow lên quá trời luôn. Mà cái hồi em đang thi chương trình đấy là chị chăm sóc thí sinh, chị nói là trong thời gian thi thì các bạn hãy lập một cái fanpage để mà các bạn khán giả theo dõi mình. Thì cái fanpage của em theo dõi từng ngày, anh theo dõi xem coi là em chỉ được theo dõi cái đấy thôi. Và cũng một cái thời gian nhất định để em online thôi, còn lại là ở trong nhà chung thì là cách ly hoàn toàn. Và tụi em tập trung hoàn toàn vào chuyện tập nhạc, rồi chuyện ăn uống và sinh hoạt với nhau thôi. Mọi người cho em rất là nhiều những cái động lực, và qua mỗi vòng thi mọi người inbox xem ngày mỗi ngày một nhiều, thậm chí là có những anh chị đã từng nổi tiếng, anh đã nổi tiếng và đang rất nổi tiếng cũng inbox cho em, rồi cũng share bài hát của em thấy rất là vui. Tâm lý của em lúc mà ra khỏi chương trình là quay trở lại với cái cuộc sống bình thường của em, có một cái chuyến đi du lịch cùng gia đình. Lúc đấy em cũng không nghĩ gì nhiều. Thật sự là sau khi ra khỏi chương trình em không biết các bạn khác thì thế nào, em vẫn có một sự săn đón nhẹ. Và em cảm thấy là wow, mình có một cái cơ hội rất là lớn, rất là nhiều. Cũng không phải là mình lạc lõng lắm đâu, mình chỉ lạc lõng khi mà trên truyền thông, bởi vì thực ra truyền thông là một cái guồng quay liên tục và truyền thông sẽ follow và keep up những cái đang happen thôi. Thì khi mà mình out khỏi chương trình mà mình đạt ra những top 4 này, em đã sướng lắm rồi, em đã rất là vui rồi. Em bảo đến đây là rất là vui rồi, và nó hình như hôm đấy là em cũng không khóc, cảm xúc lúc đấy rất là vui và em hưởng thụ cái danh hiệu đấy. Em quay lại với gia đình, với bạn bè, em muốn dành cái thời gian đấy cho gia đình và bạn bè nhiều hơn. Không phải ai cũng có thể trở lại với cái cuộc sống bình thường một cách nó dễ dàng như em vừa chia sẻ. Cái hiệu ứng của hào quang nó rất là lớn. Đó, khi mình đã dính vào nó rồi thì trở về đời thường là không có dễ. Sau đó có một thời gian Hà Nhi khá là im ắng và gần như là không xuất hiện nhiều nữa. Em cũng có những cái cơ hội, thế nên ra mình phải tranh thủ nó để mình xuất hiện dồn dập hơn, bỏ bom người ta, bỏ bom thị trường chẳng hạn. Vì do em trở lại đời sống bình thường thực sự, hay là em đang tìm một con đường riêng cho mình? Cho đến tận thời điểm này em nghĩ rằng những cái gì xảy ra nó là một điều hồi trước em không chấp nhận được. Hồi trước em đã rất là hối hận và em tự trách bản thân mình rất là nhiều. Nhưng mà đến bây giờ em nghĩ rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Một cái biến cố xảy ra trong cái cuộc sống của em mà. Tức là hồi đấy bố em bị bệnh rất là nặng. Và sau khi em tham gia xong chương trình Grand Idol thì bố mất. Đó là khoảng thời gian mà em rất là day dứt. Và em cũng phải chững lại một thời gian rất là lâu để mà lo cho gia đình, lo cho những cái biến cố đó. Và lo cho việc học, hoàn thành nốt việc học. Nói em chững lại thì cũng rất là đúng. Bởi vì gần như là em khá là im ắng. Sau Việt Nam Idol 1 năm thì em bắt đầu im ắng dần. Gần như là lúc đấy là em khá là cô độc. Thực ra em cũng không nghĩ là em sẽ bước vào nghề như thế nào. Và em cũng không biết, em chưa có một cái sự chuẩn bị nhất định để em bước vào nghề. Mỗi lần em nghĩ đến chuyện từ bỏ thì bỗng dưng lại có một cái cơ hội nào đấy đến. Và cái chuyện đấy xảy ra hình như là hơn 3 lần. Mỗi lần mà em quyết định em thôi, thế mình quay lại mình đi học đi, xong rồi mình ổn định với một công việc kinh doanh nào đấy, mình để chồng đi. Đúng rồi, nhục thôi mà đó là cái chuyện mà rất nhiều người mong mỏi. Bởi vì là mẹ em thì mẹ thì vẫn luôn mong con gái có một cái công việc ổn định,
chứ vào nghề rồi nhiều khi sóng gió, rồi mẹ em cưng em lắm, mẹ em rất là cưng chiều em và lúc nào cũng muốn em có được một cái cuộc sống ổn định hạnh phúc thôi. Mà lúc đấy thì em là một người rất là nghe lời mẹ, em thật sự rất nghe lời mẹ. Thậm chí kể cả khi vào đến top 10 em cũng hỏi mẹ là bây giờ mẹ có muốn con tham gia cuộc thi này không, nếu mà mẹ muốn con tham gia thì con sẽ tham gia, nhưng mà nếu mẹ không muốn ấy, mẹ muốn con tập trung vào việc học thì con sẽ ngưng lại. Cái khoảng thời gian im lặng đấy cũng là khoảng thời gian em nghĩ rằng là em vì gia đình, cũng là khoảng thời gian em cần phải hoàn thành những thứ khác trước khi em bước vào nghề. Bởi vì nếu như mà em để dang dở thì đến tận bây giờ em sẽ để lại cho em một cái sự nối tiếp rất là lớn. Ngày xưa là em đậu vào đại học ngoại thương là một niềm tự hào của dòng ngoại và dòng nội nhà em rồi, thì em nghĩ là cái sự im ắng đó cũng là một sự nối tiếp. Trong những cái phần mà Nhi chia sẻ thì mọi người để ý thấy là Nhi nhắc rất nhiều đến gia đình. Nhi cũng chia sẻ về việc là ba của Nhi đã qua đời ở cái quãng thời gian mà ngay sau Idol, đúng không? Đấy là một cái biến cố rất lớn và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái tâm lý và cái việc mà cái con đường là làm nghệ thuật của Nhi nữa. Thì Nhi có thể chia sẻ thêm một chút về cái sự gắn bó đặc biệt của Nhi với bố của mình hay với mẹ của mình, những cái người mà gần như là họ đã là người hậu thuẫn cho Nhi từ lúc đi còn nhỏ, như Nhi đã chia sẻ đấy. Giống như là một cái hạt giống mà khi mà hạt giống đấy được chôn vào dưới cái lòng đất đấy thì cái đất đấy chính là bố mẹ mình nuôi dạy cho mình, và cái bản chất của cái hạt giống đấy nó cũng sẽ lớn lên nhờ cái đất phía dưới. Ngày xưa bố em rất là thích nghe nhạc của anh Đàm Vĩnh Hưng, thích lắm, thích bài Bình Minh Sẽ Mang Em Đi. Mẹ thì lại rất thích Mỹ Tâm, xong rồi hai người cưới nhau xong đẻ ra em. Em lại thích nghe nhạc, rất thích nghe nhạc của chị Mỹ Tâm. Lâu lâu em lén em lúc bố mẹ đi bố đi làm, mẹ đi chợ, em vô em bật karaoke em hát. Hát cha ơi cha ở đâu, mẹ ơi mẹ ở đâu ngày xưa. Mà có một ngày em hát xong kỹ, tự dưng em quay lại sau thấy bố mẹ ngồi cười tủm tỉm anh. Mỗi lần bố đi làm công tác về, bố hay mua cho em một cái đàn. Em ngồi em mò, đánh bài quốc ca Đoàn Quân Việt Nam đi, rồi đánh những cái bài hát mà rất là đơn giản, những bài em biết. Mẹ thì hay chỉ cho em múa hát, rồi con bướm là con bướm xinh, nhưng mà đâu ai nghĩ rằng là khi Hành Nhi lớn lên Hành Nhi lại men như thế này. Nhưng mà trong thực ra là em là không, như hôm nay thì em không men. Có thể lúc khác em men, nhưng hôm nay em không men. Dạ, hôm nay em đỡ rồi. Đấy là cũng là một gọi là cái hiệu quả hiệu ứng khi mà em vào nghề ra, em bắt đầu em soi gương nhiều hơn và em phải nữ tính hơn lại một chút xíu. Lên lớp mầm, lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 em đều tham gia những cái chương trình của trường. Em còn thử sức mình với nhiều lĩnh vực khác như là nhảy, rồi làm MC. Em thấy nó cũng khá là thú vị. Đối với gia đình em thì bố mẹ em thật sự là luôn luôn ủng hộ em chuyện đấy, và em cảm thấy rất là may mắn. Trong quãng thời gian mà Nhi đang tham gia Vietnam Idol, tức là lúc là bố của Nhi cũng đang mang bệnh, ảnh hưởng gì đến cái quá trình mà thi của Nhi không? Thực ra lúc mà em thi thì là em bị cách ly hoàn toàn với ở bên ngoài, và em không được sử dụng điện thoại, em cũng không được update tất cả mọi thứ xung quanh. Và mẹ em thì cũng biết là bố bị bệnh, nhưng mà mẹ em cũng không muốn làm ảnh hưởng tới cái cuộc thi của em, mặc dù lúc đấy em cũng biết là bố đang ở trong viện rồi. Có một cái điều mà em dù bố ở đâu thì em vẫn muốn nói với bố là những cái lần mà em được bước lên sân khấu thì em đều hát cho bố và luôn luôn biết ơn bố. Trong cái quá trình mà em lớn lên thì cái sự giáo dục của bố mẹ rất là quan trọng đối với em, và chính bố mẹ là cái người mà giúp cho em luôn luôn cảm thấy thoải mái nhất khi mà em được làm bất cứ những gì em thích. Có một bài hát mà em hát cho bố em là bài Dòng Thời Gian, sau đấy em hát một bài cho mẹ là bài All of Me. Đây bố đang ở trong viện, mãi tận sau này em mới biết là bố khóc là tại vì bố là em xem TV đúng không? Dạ, bố khóc, và giống như là bố lúc nào bố cũng canh đến cái giờ đó để coi em diễn, rồi coi em hát. Và bố đi, nói chung là bố cũng khoe với mọi người rằng là bố có con gái như vậy vậy vậy. Bố là một cái động lực rất là lớn cho em. Mặc dù sau này khi mà em học đại học ngoại thương á, thì mẹ vẫn định hướng cho em là làm kinh doanh, và mẹ vẫn muốn là em có một cái cuộc sống ổn định. Nghề nghệ sĩ là một cái nghề rất là thăng hoa, thì mẹ cũng muốn em thăng hoa, nhưng mà mẹ cũng muốn em ổn định. Vì vậy cho nên là mẹ cũng là cái người mà đã hy sinh cái sự mong muốn của mình đối với con gái, và ủng hộ, luôn luôn ủng hộ cái con đường của em sau này. Cho dù là bố đã qua đời, nhưng rõ ràng là ở những cái giây phút đó là bố đã rất là tự hào, cũng như là mẹ thế mà đứng sau Nhi với tất cả những cái sự ủng hộ đấy, và kể cả cái bản lĩnh của một cô gái học trường ngoại thương ra nữa. Thì trên lý thuyết là nó sẽ là cái cơ hội rất tốt để Nhi có thể có được những cái kế hoạch hay có những cái sự tính toán cho cái sự trở lại của mình sau Việt Nam Idol. Thực sự mà khi mà bước vào cuộc thi và chính thức bước vào đời sống ca nhạc, chính thức bước vào cái gọi là thị trường ca nhạc đấy, thì Nhi mới thấy là có những cái gì mà nó
nó không như mình tưởng. Đối với em, trước khi mà em thi Việt Nam Idol á, nghệ thuật nó là một cái gì nó rất là thăng hoa, rất là tươi đẹp. Và em nghĩ rằng là nó cũng không quá áp lực đâu. Có lẽ là cũng vì là một phần là em được rất là được mẹ cưng chiều, em được mẹ cưng lắm. Hồi em đi học đại học em không phải làm part time, em mẹ bảo là con chỉ cần đi học thật là giỏi và tập trung vào học thật là tốt. Đến tận bây giờ mẹ em vẫn như thế. Dù em cưới chồng, em có con thì chắc có lẽ là em vẫn là một cái gọi là tiny girl, một cái đứa little daughter, một đứa con gái nhỏ bé đối với mẹ. Và chính cái sự che chở đó làm cho em không mấy khi phải bị áp lực quá nhiều về chuyện tiền nong đâu anh. Nhiều khi em dừng em vô tư lắm. Hồi em thi em nghĩ là em hát xong nhá, em sẽ kéo anh em của em vào, những người bạn của em hồi mà em mới bước vào Sài Gòn. Em biết rất là nhiều anh em tôi chơi nhạc cụ, rồi những ca sĩ underground, những bạn hát rất hay. Và em cũng muốn rằng em sẽ làm được điều gì đó, em sẽ kéo mình hội vào và mình sẽ như là một cộng đồng hoạt động. Tức là em nghĩ những cái thứ rất là bay bổng ấy, bay bổng. Và em như là một cô gái, em nghĩ là đó là một bức tranh màu hồng, nhưng mà một bức tranh đẹp thì nhiều khi màu hồng nó cũng chưa đủ. Em nhiều khi em cũng cười, em nghĩ là mình còn chưa lo xong cho mình, xong lại còn đi lo cho mọi người. Khi mà bước vào rồi thì em mới nhận ra rằng là wow, cái guồng quay này thật sự rất áp lực. Em phải thật sự nghiêm túc và dấn thân với cái công việc này thì em mới có được cái kết quả mà em muốn. Em tự tin là em bước vào đây và em rất vô tư, em hát và em có bao nhiêu thì em cống hiến bấy nhiêu. Nhưng mà đến cái khi mà em bước vào nghề rồi thì em nhận ra rằng là giọng hát không phải là tất cả. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai mà em nhận ra rằng là em cần phải có một ekip để em làm nghề nếu như em thật sự nghiêm túc với cái nghề này. Điều thứ ba mà em nhận ra đó là nghiệp theo mình, nghiệp chọn mình chứ không phải là mình chọn nghề nghiệp. Đến tận bây giờ em lại nhận ra được chuyện đấy. Em không cần phải loanh quanh luẩn quẩn giữa những cái sự lựa chọn của mình nữa. Mà nó cũng rất là khó khăn bởi vì đã có những lúc em rơi nước mắt và em cảm thấy rất là mệt mỏi. Tại sao mà mình lại phải thức khuya như vậy, mình lại phải làm nghề, mình phải thu âm 3-4 giờ sáng, mình phải quay nguyên một ngày 24/7 giữa một rừng ca sĩ nghệ sĩ như vậy. Làm sao để em đứng vững được ở trong đó và em phải làm gì để em nuôi sống bản thân mình nữa. Đến lúc đó có một cái sự nhận ra nữa, đó là mình phải liên tục vận động để có cơ hội và biểu diễn trên sân khấu. Đó cũng là một cái câu nói của một người anh khuyên em: đừng bao giờ dửng dưng với những gì mình đang có, mà hãy tận dụng những gì mình đang có để mà mình tiếp tục tạo ra những cái cơ hội. Cũng chính vì em tính cách khá tiểu thư ấy, với lại cái khuôn mặt của em ấy, thật sự bây giờ nó nữ tính hơn nhiều rồi anh. Mọi người hay nhìn vào mặt em và mọi người nghĩ em chảnh, đánh đá, đủ các thứ. Nên khi mà em bước vào nghề, em tiếp xúc với nhiều người ấy, có đôi khi nhiều khi người ta nhìn vào cái mặt của em á, cái người ta nghĩ như vậy, nên người ta không có tiếp xúc. Em nghĩ rằng là có những thứ em cần phải rút kinh nghiệm trong cái con đường làm nghề của em. Và em vui là bây giờ em đã nữ tính hơn được một chút xíu. Từ một cô gái mà mọi thứ đều rất là tự nhiên. Dù sao thì để đạt đến cái vị trí đấy không phải là dễ dàng. Có rất nhiều người thì ra khỏi cuộc thi thì với vị trí đó họ có thể yên tâm chạy show này, thậm chí là có được một anh người yêu đại gia chẳng hạn. Đó. Thì còn đối với Nhi sao? Đã nghĩ đến chuyện là cần phải có một anh người yêu đồng hành với mình trên con đường trong cuộc sống ấy chưa? Vâng, thưa tất cả quý vị khán giả, chúng ta lại quay lại chủ đề muôn thuở, đó là chủ đề anh người yêu. Cái câu cuối cùng, em biết mà anh hay để ý mấy câu đấy, chắc chắn em biết ngày hôm nay em sẽ phải đối mặt với câu hỏi đấy. Thế là hôm nay em sẽ lại một lần nữa em khẳng định thêm là chưa bao giờ trong cuộc đời của em chỉ nghĩ đến chuyện mình phải tìm một người đại gia, hay là mình nếu mà có đại gia chắc chắn mình sẽ tranh thủ cơ hội, mình ngã vô cho mình đỡ lao đao. Em vô tư lắm anh, em vô tư cực kỳ luôn. Và em không hiểu sao mà em vô tư đến mức đấy. Thật sự trên con đường làm nghề thì em cũng muốn, thật sự rất là muốn rằng là mình sẽ là một cái kiểu con gái á. Tức là nó có cái kiểu con gái thật. Đã anh kiểu... Có cái kiểu con gái mà đàn ông rất là thích che chở. Nhưng mà chắc là hình như chưa đến em hay sao, hay là trong cái vũ trụ này mình phải nghĩ đến cái luật hấp dẫn anh ạ. Hấp dẫn mình tưởng tượng ra cái người đàn ông này, cái người đàn ông sẽ che chở cho mình muốn cái người đó thì mai mốt mới xuất hiện. Còn em chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện đấy. Thì em cũng bảo chắc cái số mình không phải là để gặp đại gia, để mà tựa vào họ. Lúc đấy quan điểm của em á, về cái chuyện làm nghề là em vô tư quá. Nhưng mà nếu mà được, ai mà chẳng muốn đúng không anh? Ai mà chẳng muốn là có một cái người mà họ thật sự thích mình vì mình thật thà. Em tự tin vì em thật thà. Dạ. Trong cái tiêu chí của các anh đại gia là có một cái tiêu chí về sự thật thà. Đây em chia sẻ nhỏ thôi mọi người. Em đã từng yêu một anh cũng không phải là gọi sao là đại gia anh. Ví dụ có xe hơi, nhà lầu xe hơi, rồi che chở cho mình là coi như là vậy là đi ổn định đi ha. Tức, thì, tạm coi là tức là em đã từng có những người theo đuổi em như vậy. Em tự tin nghĩ rằng là
em để lại cho họ một cái sự ấn tượng và một cái sự nhớ về em là một người thật thà và chân thành. Nhưng mà em cũng mong chứ, mình bây giờ là thân con gái là ăn mấy mổ lúa gặp được anh. Nhưng ở cái chặng này của em muốn tập trung 100% vào sự nghiệp. Nói như vậy thì cũng thật sự là cũng đau lòng lắm mọi người. Ý là kiểu mình không muốn nói như vậy đâu. Bởi vì sao, biết đâu sau chương trình này tự dưng có ai để ý mình cái tự dưng người ta kêu Nhi ơi ngã ra đi, em không ngã đâu, em không ngã 100% là em tập trung sự nghiệp. Nhưng vậy cũng không được, vậy cũng mất cơ hội của mình đúng không anh? Chắc là tại vì đang có một đại gia rất là lớn đứng sau lưng là đại gia mẹ đúng không? Cho nên là dạ, đúng mọi rồi. Chuyện cũng không quá gấp rút cái gì. Dạ, đúng, chắc anh dạ. Là đúng đấy, bây giờ em mới nhận ra chuyện đấy. Những cái bà mẹ thì thường hay có cái tâm lý là để con cái, có con gái trong nhà là như bom nổ chậm ấy. Có lẽ chính vì thế mà mẹ của Nhi mới khuyên con là học cho nó xong, đã có một cái tấm bằng để cho nó yên tâm, để sau này kẻ không đi hát thì đi làm việc khác, làm kinh doanh đều được. Thì cũng giống như rất nhiều bà mẹ thường là lén con cái là đăng ký cho con đi tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò. À vâng, em xin chia sẻ một điều, đó là chương trình yêu thích của mẹ đó là chương trình bạn muốn hẹn hò. Chương trình thứ hai đó là vợ chồng son. Đấy, xong có nhìn vào đấy, nhìn xem người ta đấy chưa? Vâng mọi người, thực sự là những cái chương trình đó là những cái chương trình mà em cũng hay coi, anh em hay coi, lâu lâu em bật tivi lên. Nhưng mà thật sự mỗi lần mẹ em đi công tác về thì tivi auto là bật lên là coi như là đề xuất bạn muốn hẹn hò, vợ chồng son. Đó là niềm mong mỏi của mẹ em. À đấy. Thật sự. Không, nhưng thực ra nói vậy thôi chứ bà mẹ là cũng mong, nhưng thực ra là con gái vẫn còn quá sớm, nhưng mà thường là các tâm lý các bà mẹ là như vậy, tức là mong con gái mình có một cái sự ổn định. Các bà mẹ luôn luôn có một cái sự lo lắng là gọi là người ta nói là con gái thì có thì và nghề ca hát thì nó có thời. Một người mẹ mà ủng hộ Nhi như thế và sâu sắc như thế, bao giờ mẹ thì gọi là nghĩ thay cho Nhi cái điều mà trắc trở trong showbiz mà con gái mình sẽ phải đối diện không? Thật sự mà nói mẹ em là một người quan hệ khá rộng. Mẹ em là một người mà nhiều khi em chưa biết đến đó mà mẹ em biết đến đó. Tại ngày xưa mẹ em làm bên mảng nhà khách sạn, mẹ em quản lý nhà khách sạn, thì em tự tin là kể cả mẹ có làm bất cứ ngành nghề nào thì mẹ em cũng sẽ luôn luôn vươn ra và có những mối quan hệ tốt, và em luôn luôn tự hào vì mẹ em. Mẹ lúc nào cũng mang một năng lượng rất là tích cực, mẹ sống rất chan hòa. Còn em thì khác, em rất dễ bị tụt mood và em rất là dễ bị ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Thật sự mà nói là em nhiều khi em cũng cảm thấy lost trong cái showbiz lắm anh. Bởi vì là người đọc báo nhiều nhất chính là anh quản lý của em và những người khác. Thậm chí là em gái của em, mẹ của em đọc báo nhiều hơn cả em. Thật sự em thấy ở trong showbiz thì nó có rất là nhiều những điều hay ho đấy chứ. Những đấy, điều thú vị và hay ho đấy. Thật sự là em đang có một cái sự trở lại cũng rất là tưng bừng đấy. Và nó có vẻ rất là bất ngờ. Tại vì có thể lâu lâu rồi mới không nghe thấy tên cô ấy, bỗng nhiên cô quay trở lại và cô đạt được cái thành tựu đấy. Lần này nó có gì khác với lần trước? Như thế nắm bắt được cơ hội đấy như thế nào? Khác lắm mọi người ạ. Thật sự là hồi Nhi tham gia Việt Nam Idol thì Nhi nghĩ đó là một cô gái bản năng, quá bản năng và vô tư. Nhưng cái đến khi mà em tham gia chương trình Ẩn Số Hoàn Hảo và được quán quân thì lúc đấy cũng không còn là, nếu mà thật sự bản năng mà không có một cái sự đầu tư vào đấy ấy, thì rất là khó để mà đạt được một cái điều gì, một cái danh hiệu quán quân như vậy. Khi em tham gia Ẩn Số Hoàn Hảo là một cái bước để em quay trở lại đó anh. Em cũng khá cân nhắc khi mà tham gia chương trình, bởi vì em cũng hơi lười tham gia những chương trình tương tự. Nếu em đã đạt được một danh hiệu nào đấy, ví dụ top 4 Việt Nam Idol là top 4 Việt Nam Idol, giả sử như khi em đi thi chương trình mà em bị rớt ra từ một cái vòng nào đó ở ngoài, tự dưng nó sẽ làm loãng đi cái sự tập trung của khán giả vào mình. Em sẽ quay trở lại và em sẽ thử sức với tất cả những cái gì mà em có thể làm. Cái thành công nó không phải tự nhiên mà có thể nó đã đến từ những cái nỗ lực tự thân cũng như cái sự chuẩn bị, một cái sự chuẩn bị ngầm nào đấy mà có thể đôi khi chính Hà Nhi chưa chắc đã nhận ra mình đã có sự chuẩn bị để có thể đến một ngày bước lên cái vị trí đấy một cách xứng đáng. Nhi có thể chia sẻ trước với khán giả của Ký Ức Tươi Đẹp, sắp tới đây khán giả sẽ được thấy Nhi như thế nào? Sắp tới khán giả sẽ được thấy một Hà Nhi vẫn rất bản năng, vẫn rất chân thành, hát vẫn rất là hết mình và vẫn rất tình cảm. Nhưng mà Hà Nhi sẽ là một Hà Nhi mới, là một Hà Nhi chỉnh chu hơn trong hình ảnh, và sẽ là một Hà Nhi mà có một cái màu giọng đa dạng. Nhưng mà chắc chắn một điều là khán giả sẽ luôn luôn nhìn thấy câu chuyện của mình trong bài hát của Hà Nhi. Em vẫn rất là muốn là phát triển và hoạt động thêm nhiều hơn nữa ngoài lĩnh vực ca hát. Bạn bè của em vẫn nói với em cái sự đánh đá của mày đôi khi nó hợp với diễn, sao không đi làm diễn viên đi. Xong rồi bảo sao lanh thế, nói chuyện lanh thế, sao không đi làm MC đi. Rồi xong rồi nhiều người lại nói là sao biết nói tiếng Anh, xong làm song ngữ luôn đi. Em suy nghĩ
thế là mình vẫn có tiềm năng phát triển những thứ khác. Bởi vì ít nhất là còn có một tấm bằng đại học ngoại thương. Ít nhất là cái gọi là cái máu đàn ông nó còn tiềm tàng ở trong người như thế, chắc là Hà Nhi sẽ còn đủ sức để gây bất ngờ. Cảm ơn Hà Nhi rất nhiều và chúc tất cả những gì mà Hà Nhi mong muốn. Dạ, em cũng xin cảm ơn anh Đức cũng như là cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã ngồi nghe câu chuyện của em. Nói chung là hôm nay MC là một người rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn em. Vâng. Đến đây thì Minh Đức và ca sĩ Hà Nhi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.